Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì chỉ còn mấy ngày nữa thôi là 7X sẽ có cái chương trình Black Friday. Đấy, thực ra là một cách chơi chữ của cái từ Black Friday đấy. Thế thì với cái chương trình này thì họ sẽ áp dụng từ ngày 29 tháng 11 đến ngày mùng 2 tháng 12, nghĩa là trong vòng 4 ngày chúng ta sẽ có những gì ạ? Chúng ta có thể chơi game để mà trúng thưởng này. Đấy, chúng ta có thể xếp hàng ở cửa hàng. Đấy, tùy từng cửa hàng có thể đến sớm này là sẽ được giảm giá này, và sẽ được flash sale rất nhiều những sản phẩm đồ công nghệ nữa. Đấy thì tất cả thông tin mình sẽ để phía dưới rồi nhá. Ở đây thì Cellnet họ ghi rất là rõ ràng luôn, ví dụ như là chúng ta đăng ký nhận thông tin là từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 11 này, chơi game trúng quà là từ ngày 25 đến ngày 28 này, và duy nhất là từ ngày 29 tháng 11 đến ngày mùng 2 tháng 12 là sẽ có săn sale bỏng tay luôn. Đấy thì anh em điền thông tin thứ ở phía dưới này để Cellnet họ biết nhá. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết trong số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, có bạn hỏi là: chào Dương, theo bạn nghĩ thì iPhone SE 2025 có ra mắt hay không? Mình thích iPhone màn hình nhỏ, mong SE 2025 sẽ ra mắt pin ok một tí. Thế thì có bạn thì bảo là gần như chắc chắn sẽ ra bạn nhé. Rồi thế thì bạn dựa vào cơ sở nào là bạn nghĩ là gần như chắc chắn SE 2025 sẽ ra? Đấy, thế thì cá nhân mình nhá, thì đúng là không ai biết được tương lai cả. Đấy, nhưng chúng ta sẽ phải dựa vào quá khứ đi. Cái dòng này là một cái dòng mà phải nói là nó ra mắt rất là thất thường của Apple. Nó ra mắt đầu tiên là vào năm 2016 với cái iPhone SE 2016 năm đó, là khá là giống với thiết kế của iPhone 5S ấy. Các bạn nhìn không ạ? Nhưng mà cấu hình nó cao hơn. Đấy. Tiếp tục nữa, mãi tới tận 4 năm sau nhé, 4 năm sau nó mới ra mắt iPhone SE thế hệ thứ 2 là iPhone SE 2020. Và cái con đó thì trông rất là giống iPhone 8. Các bạn có thể nhìn thấy luôn. Và iPhone SE thế hệ thứ 3 là iPhone SE 2022, nghĩa là ra mắt sau đấy 2 năm đấy. Thì nó cũng có thiết kế giống iPhone 8 và một cái cấu hình rất là cao. Tuy nhiên là bây giờ, nếu như nhá, bây giờ là cuối năm 2024 rồi thì chắc bạn không ra mắt nữa đâu. Thì giả sử như đến năm 2025 mà có ra mắt đi chăng nữa thì có thể là 3 năm đấy, nghĩa là khoảng cách từ năm 2022 đến bây giờ là 3 năm. Thì thực sự là mình thấy là cái dòng này nó là một cái dòng rất là thất thường. 4 năm ra mắt này, xong rồi đầu 2 năm ra mắt này, xong có thể là 3 năm ra mắt này, đại loại là rất thất thường. Nên là chúng ta sẽ không thể nào mà biết được là quy luật của nó liệu nó có ra mắt hay không. Đấy. Nhưng mà với một số những nguồn tin ở trên mạng mà mình biết được thì có thể thôi, chắc là hơn 50%, nói thế cho nó dễ. Chứ không ai dám khẳng định là 90% hay là 100% cả, không ai dám khẳng định. Nhưng mà trên 50% là có thể sẽ có, nhưng là cái form thiết kế bây giờ nó sẽ khác đi nhá, nó sẽ không giống như là iPhone 8 đâu. Mà nó sẽ là form thiết kế của những cái sản phẩm iPhone mini ấy. Đấy. Và có thể sẽ là thiết kế của iPhone 16 nhưng mà sẽ làm nó bé lại. Đấy. Thì tất nhiên đấy chỉ là những cái tin đồn thôi, chứ còn mình nói thẳng luôn là chả có bất kỳ tin nào là chúng ta tin được đâu. Đấy, gọi là tin vịt thì đúng hơn. Đấy, thì anh em có thể quan tâm tới. Nhưng mà mình thật là với cá nhân mình nhá, thì mình sẽ không bao giờ chờ đợi những cái gì mà mình không biết được ở tương lai nó như thế nào. Về kể cả là mình có biết được là tương lai nó như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không cần phải chờ đợi. Ví dụ nhá, năm sau chắc chắn là sẽ ra iPhone 17 đúng không nào? Nhưng mình chờ iPhone 17 làm cái gì? Đấy, bây giờ mình đã biết mặt mũi nó như thế nào đâu. Và kể cả đến những ngày mà nó gần ra mắt đi chăng nữa, mình biết mặt mũi nó rồi thì cũng phải chờ để xem là giá bán nó như thế nào, về Việt Nam giá là bao nhiêu, bao giờ bán ra Việt Nam đúng không nào? Đấy, thì mình là mình nghĩ là như vậy, chứ không bao giờ mình chờ đâu. Nên là cá nhân mình nghĩ là cái thông tin này chúng ta chỉ tin cỡ tầm khoảng 50-50 thôi, chứ không thể tin tuyệt đối được đâu nhé bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: anh ơi, em đang phân vân iPhone 12 cũ với cả Galaxy A55 mới, dùng 2-3 năm. Chúc anh và gia đình sức khỏe, mong anh trả lời video ạ. Lần đầu tiên em cảm ơn. Rồi, cảm ơn rất nhiều vì lời chúc. Thế thì với cá nhân mình thấy như này, nếu mà so iPhone 12 cũ với cả Galaxy A55 mới nhé, thì đầu tiên là A55 nó sẽ là hàng mới tinh, nó sẽ yên tâm hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có một cái màn hình lớn hơn, tần số quét mượt mà hơn so với cả iPhone 12. Giải trí các thứ là có nhiều không gian, nó thoải mái hơn. Về phần hiệu năng thì con chip của nó không tối ưu bằng tốt bằng iPhone 12 đâu. Nhưng bộ nhớ trong tối thiểu của nó là 128GB, gấp đôi so với cả bộ nhớ trong của iPhone 12 với cùng tầm giá. Về phần camera thì nó đa dụng hơn iPhone 12. Nhưng mà quay video và thu âm thì iPhone 12 có phần nhỉnh hơn. Về pin thì A55 chắc chắn là tốt hơn iPhone 12 rồi. Vậy thì lựa chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm này ấy, thì nói thật nhá, là với cá nhân mình nhá, nếu mà chỉ dùng thông thường và muốn theo kiểu là
thương hiệu và sau này có nhiều đồ sửa chữa thứ nó thoải mái thì nên lựa chọn iPhone 12. Nhưng nếu mà muốn có một cái sản phẩm mà cái giá trị sử dụng mà mình đánh giá là sử dụng được ngay và luôn theo cái kiểu làm đồng đều ấy và không có quá nhiều điểm lăn tăn ấy, thì chính ra là mình nghĩ là A55 sẽ có một số những trải nghiệm nhỉnh hơn so với iPhone 12. Đấy. Trừ mỗi cái phần hiệu năng ra thôi. Nên là nếu mà với mình ấy, thì mình sẽ lựa chọn A55. Nhưng mà nếu mà sử dụng 2 đến 3 năm thì theo mình là bạn có thể lựa chọn iPhone 12 cho nó yên tâm. Đấy, yên tâm ở đây là yên tâm về mặt thương hiệu thôi. Chứ còn iPhone 12 cũ rồi thì cũng cũng cần phải cân nhắc xem là cũ ít hay cũ nhiều hay thậm chí nói trắng ra là dựng ít hay là dựng nhiều đấy. Đấy, thì anh em cũng cần phải để ý điều đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là: Chào anh Dương, cảm ơn anh vì những video tư vấn đồ công nghệ. Em có một câu hỏi, mong là anh trả lời. Nếu là iPhone hàng mới thì nhất định là phải mua hàng chính hãng VNA để được bảo hành tại Việt Nam. Vậy có nên mua iPhone cũ hàng xách tay, hết hạn bảo hành hay không? Hay là vẫn mua máy VNA vì em thấy giá chênh nhau khá khá. Và nếu có hư hỏng thì đem ra trung tâm bảo hành của Apple có nhận sửa hay không? Em cảm ơn. Thế thì với cá nhân mình thì mình thấy là như này. Mình chưa dùng cái con iPhone nào hàng xách tay mà mình bị hỏng cả. Nghĩa là có dùng iPhone xách tay rồi nhưng mà chưa con nào bị hỏng để mà mang ra trung tâm bảo hành của Apple để mà sửa cả. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là họ vẫn sẽ nhận sửa thôi, bởi vì là sửa là họ có tiền mà, đúng không nào? Thì mình nghĩ là chắc là vẫn nhận sửa thôi, nhưng mà rõ ràng là theo cá nhân mình, nếu mà bạn đã xác định là mua iPhone xách tay mà lại hết hạn bảo hành rồi thì nếu mà có sửa, nói thật, nói nhỏ nhá, nên ra ngoài mà sửa cho nó rẻ. Đấy là khuyên thật lòng. Đấy. Chỉ có trừ khi nhá mà bạn mua cái sản phẩm hàng chính hãng và nó vẫn còn bảo hành thì hãy mang vào hãng thôi, chứ còn kể cả hàng chính hãng mà hết hạn bảo hành rồi thì mình cũng mang ra ngoài hết, mình mang ra ngoài sửa cho nó rẻ. Đấy, thì đấy là với cái quan điểm của mình. Còn cá nhân mình ý, thì mình thấy là cái việc mua iPhone xách tay với cả iPhone chính hãng nó sẽ tùy vào cái điều kiện kinh tế của chúng ta. Thế thì có một số những cái nghịch lý như thế này. Đấy là iPhone xách tay thời điểm đầu nếu mới về Việt Nam, những cái sản phẩm iPhone đời mới thì thậm chí giá nó còn cao hơn hàng chính hãng, nếu như các bạn muốn nhận máy sớm nó còn cao hơn rất nhiều. Nhưng sau này thì khi mà giá iPhone chính hãng và xách tay nó dần dần bão hòa rồi thì nó sẽ đi đến một cái điều là iPhone xách tay nó sẽ rẻ hơn chính hãng. Nhưng nếu mà so với cả ngày xưa nhá thì nó sẽ rẻ hơn không quá nhiều đâu. Đấy, chỉ trừ khi các bạn mua iPhone lock, mà iPhone lock nó phải rẻ hơn rất nhiều thì hãng mua. Còn nếu rẻ hơn bình thường cỡ tầm khoảng 10% 15% thì mình nghĩ là mua iPhone chính hãng cho nó yên tâm. Đấy là mình khuyên thật lòng. Đấy. Còn ngày xưa khi mà những cái chiếc iPhone chính hãng giá nó cao trên trời, xong cái đó thì giá iPhone xách tay nó rẻ hơn rất nhiều thì mới nghĩ đến việc mua iPhone xách tay thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn ý nhá, thì Việt Nam là một trong 15 quốc gia có giá bán iPhone rẻ nhất toàn cầu. Chính xác ra là Việt Nam xếp hạng từ 10 đến 13 tùy theo các loại iPhone 16 series mà các bạn lựa chọn. Đấy, vậy nên là cá nhân mình thấy là cũng không cần phải quá để ý đến việc là mua iPhone hàng xách tay nữa đâu. Đấy, thế là quan điểm của mình. Rồi, còn nếu mà đã mua iPhone xách tay nhá thì nếu mà sau này mà hết hạn bảo hành các thứ, kể cả chính hãng thế, hết bảo hành rồi, ra ngoài sửa cho nó rẻ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là: Chào bạn, Dương có thể cho mình hỏi, hiện tại mình đang dùng Redmi Note 13 Pro Plus hàng xách tay để làm máy chính để chạy shipper, thì liệu có dùng được 5 năm nữa hay không? Mình không chơi game, chỉ Facebook và xem YouTube thôi, hay là phải mua máy khác tốt hơn? Mong bạn trả lời giúp mình. Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe. Cảm ơn bạn nhiều nha. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì cá nhân mình thấy là như này này. Đầu tiên là bạn đang cảm thấy như thế nào về chiếc Redmi Note 13 Pro Plus mà bạn đang dùng bây giờ? Bạn có cảm thấy nó tốt hay không? Nếu mà bây giờ bạn vẫn đang cảm thấy nó tốt thì nghĩ đến 5 năm nữa làm cái gì? Đúng không ạ? Quan điểm của mình là gì? Đấy là bạn cứ dùng đi, đến khi nào nó không đáp ứng được nhu cầu của bạn thì lúc đấy hãy nghĩ đến việc là mua một chiếc điện thoại khác. Chứ còn bây giờ tự nhiên bạn vừa mới mua xong và bạn đang dùng, thế tự nhiên là bạn lại nghĩ đến một cái tương lai nó quá xa, cỡ tầm khoảng 5 năm. Thế xong rồi bạn bán điện thoại đi để bạn mua một cái điện thoại mới thì như thế nó rất là lãng phí. Đây mình nói thật, mình không bao giờ khuyên ai là tiêu tiền một cách lãng phí cả, kể cả cái video này có được tài trợ đi chăng nữa. Bạn mua hàng thì rõ ràng là mình đang kích cầu lên và bạn mua hàng thì mình cũng có phần lợi ở đấy, nhưng không, mình không khuyên bạn như thế được. Đứng dưới cái tầm của một người làm review thì mình sẽ bảo bạn là không, cứ dùng đi bạn ạ. Điện thoại bạn đang dùng tốt thì thay làm cái gì? Đấy là khuyên thật lòng. Đấy, bạn cứ dùng đi, còn khi nào mà nó không đáp ứng được thì hãy nghĩ sau. Còn mình thấy là như này này, đôi khi chúng ta hơi nghĩ đến một cái tương lai nó quá xa, nhưng cuối cùng thì dùng làm gì dùng sai như thế. Ví dụ nhá, mình ngày trước cũng thế, nghĩ là mua cái
một cái điện thoại phải mua để dùng một cách rất lâu dài. Đấy, phải 5 năm cũng giống như bạn. Nhưng cuối cùng 6 tháng là mình đã thay một cái điện thoại. Một năm đã thay một cái điện thoại rồi. Hay thậm chí là những cái đồ mà nó giá trị hơn. Ví dụ như ô tô nhá. Nghĩ là ôi rồi chắc phải mua một cái ô tô dùng khoảng 5-6 năm. Nhưng cuối cùng hơn năm đã đổi ô tô rồi. Đấy, hay như là nghĩ đến chuyện mua nhà cũng thế. Chắc là phải mua cái căn nhà này sống suốt đời với nó. 5 năm là mình đã thay đổi một căn nhà rồi. Đấy. Thì mình nghĩ là không cần phải nghĩ một cái tương lai nó quá xa làm cái gì cả. Cứ nghĩ gần thôi. Khi nào nó không đáp ứng được đủ nhu cầu của chúng ta nữa thì chúng ta thay. Đấy, cũng giống như việc là ví dụ như khi mình đi mua xe cũng thế. Mình cảm thấy ổ kiểu bây giờ mình có nhiều con hơn. Xe này nó chật quá, đi về quê để cốp kia cái thứ nó chật, ngồi nó khó chịu. Thay một cái xe mới to hơn. Hay là nhà cũng vậy. Nhà thì có 2 phòng ngủ thôi, ngày trước ở nhà có 2 phòng ngủ. Thì rồi là cả ông bà cái thứ nó chật trội. Thì là phải update lên một căn nhà 3 phòng ngủ đấy. Ví dụ thế chẳng hạn. Thì tùy vào nhu cầu thôi. Thì kể cả điện thoại như thế. Khi nào nó xảy ra vấn đề, nó lag quá giật, nó không đáp ứng được tiêu chí của chúng ta đưa ra, thì lúc đấy mới nghĩ đến chuyện thay, được chưa? Thì lúc đấy mình lại tính sau cho bạn, bạn lại hỏi mình lại trả lời. Đấy, rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Có bạn hỏi là anh Dương Trâm hỏi tầm 2 triệu thì mua điện thoại nào tốt vậy anh? Em mua làm máy phụ nên là chỉ cần chạy mượt các ứng dụng cơ bản và pin trâu thôi ạ. Thực ra là nếu mà 2 triệu mà cố mua những cái điện thoại chính hãng ấy thì nói thật với bạn chứ nó cũng không ngon đâu, đấy là nói thật lòng đấy. Nếu mà được thì theo cá nhân mình là bạn nên mua con Redmi 13R nha bạn nhé. Nó sẽ cỡ tầm 2 triệu rưỡi thì nó sẽ hợp lý hơn. Bạn mua để làm máy phụ được. Con này thậm chí là 2 triệu rưỡi lại còn có 5G với con chip Dimensity 6100 Plus nữa cơ. Pin 5000 sạc 18W là ok rồi. Bộ nhớ trong 128GB là cũng ok. Màn hình ý, thì nói thật luôn ở trong cái tầm giá này tiêu chuẩn của nó chỉ là HD cộng thôi. Nhưng mà được cái là kích thước màn hình là 6,74 inch. Tần số quét là 90Hz là cũng ok. Độ sáng 600 nit đối với màn hình LCD là được rồi. Đấy. Thì theo cá nhân mình nghĩ là Redmi 13R là hợp lý nhá. Và bạn có thể search cái cụm từ khóa là Redmi 13R Dương Dê là các bạn sẽ ra thôi. Được chưa? Mình đã có một cái video đánh giá khá là chi tiết về nó rồi. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.